À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mật TV. Thì lần đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ nha. Thì hôm nay mình đi qua nhà bà chị, cái bên có đàn chó con với chó mẹ các bạn. Thì mình đem thức ăn và cho nó ăn thêm. Mình cũng đang chuẩn bị làm cái sân bự cho mấy đứa nào mà bự bự con ra đây ở tách đàn các bạn. Để cho nó có chỗ ổn định với mấy cái đứa nhỏ nó không có bị ăn hiếp. Thì bây giờ mình quay kính lại các bạn. Đó, hoàng kem lúc nào cũng nằm trong tư thế như con ếch các bạn. Đó, thì mình mua xi măng vật tư các kiểu. Rồi mình làm cái chuồng, mình xe mình tráng ra rộng cho tụi nó ở các bạn. Đây rồi, và mình che chắn hết. Và đây có cái máy ở trong đó, mình chỗ làm cái sạp. Còn ngoài đây mình sẽ làm cái cục bê tông, hai cục bê tông mình làm cái mái nhà. Che mát múc trên cao đó để cho nó thoáng các bạn. Rồi đây là chỗ để có thể nó nhìn ra nó ngắm đời đó. Mình cũng chừa thông thoáng. Nhà bảy mặt rất là cưng. Em thấy ăn gì không cho miếng nè, lại đây. Cái con dàn kem nó ăn hiếp người ta các bạn, mình cho nó vô chuồng riêng các bạn. Cho nó mặc ăn thử á. Ăn như đó chơi đi, lát về cho đồ ăn. Cho ăn cơm với cho rủ cho con ăn. Đó, bây giờ nắng rất dữ các bạn. Mới có 9 giờ sáng mà nắng khoảng tầm 34-35 độ rồi. Nhà cây cối tùm, cây bông giấy nó trổ bông đẹp quá trời chừng luôn nè. Con sông mình hôm nay được có một chút xíu nước rồi. Nhà mình có cây vú sữa các bạn, thường thường Tết nó có trái các bạn. Còn cây xài cũng mới trái vừa xong rồi, bây giờ nó hết trái rồi mình hái hết à. Nhà mình có cây bưởi nữa nè, bưởi trái quanh năm. Đây, còn cây mít, cây nhào, chuối, ơi tứ tung, dừa, cây sa ri. Cây sa ri bông rất là nhiều, trái nè các bạn. Đây, sa ri đây. Đây, có trái sa ri đó các bạn. Đó. Đó, cây khế vào bông quá chừng luôn. Đến nhà bà chị rồi các bạn. Đây, chú chó nó ở đây này. Nó chạy ra nó mừng mình rồi các bạn. Trời ơi, mấy cái bông mà giờ đẹp quá tại ta, chắc xinh chậu quá. Dọn tới đây hả chị Dung? Dọn tới đây hả? Cái sân hả? Ừ. Chỗ mấy nè. Ừ. Bữa nay đi lung tung già rồi nè. Già khăn hết rồi. Nó chạy lên tới hôm trước rồi. Trời ơi, nguy hiểm quá, sợ nó người ta bắt tao lụm bổ bà ta. Kêu. Cái này là lụm xuống luôn rồi. Kêu chị Hai bắt đi. Điện hả? Rồi. Bữa mùng 6. Còn con ngủ rồi nè. Bữa mùng 6 có gì không? Bữa mùng 6 là mấy? Thứ ba. Có ngày nào cũng vậy đó. Ê, bữa đó con gái xong con mượn qua khi bà ăn thuốc vô ngoài sau lưng ba cái bữa nha. Này chú cháu mẹ. Ông ơi, ông mấy ông nha gì nổi. Ngon lành, cái đó thầy luôn rồi. Thầy bò em sợ bò em ăn nước không ạ? Nó nghe mùi, hôm nay ăn cá, hôm nay nghe mùi nước thịt, trời ơi, mê liếu
Ờ cái này của con, đằng kia của con hả? Quát móc luôn. Nó vốn hoài mà, nó vốn hoài. Alo. Con chút xíu ấy tranh thủ chạy về coi nó đổ cát cho mẹ đi làm cái nha. Kêu. Kêu rồi. Nó nói xe chở lên mà sợ tới giờ tôi đi làm thì của mẹ nè. Đây con. Thì nó chạy. Ở ngoài nó còn miếng manh nào không? Lục còn miếng manh nào không? Xách về cho mẹ coi. Để ta ra ấy manh nè, rồi ta đi ấy tiền, rồi trả tiền đầu tư nữa. Bà thấy ta không quen hay vậy, bà kêu ta đưa tiền luôn. Không có cho thiếu à? Rồi biết ăn luôn rồi. Biết ăn được ngon rồi. Ờ rồi. 85.000 phải không? Ừ. Tao hỏi với có loại nào tăng ngàn tốt hơn cái bà nói chung á. Nó tăng tiền lên đó. Có 100.000 nào tốt có loại đó là tốt. Bà Nhật mới nói hả? Ừ. Nó tốt rồi đó. 100.000 là bớt tăng lên 100.000, 15.000 nữa. Chị lần xây lần khó, bà mua xi măng 100.000. Xịn xịn đi, tôi đầu tư cho hả? Ừ. Nó nói vậy á, cái tao cũng hỏi thiệt tình, tao hỏi bà nói đâu ra 100.000. Hồi sáng tao thấy giờ xi măng hạ thi gì đó. Ừ. Thôi bà. Tống vô giò bà. Mém trúng giò thấy không? Có bao không bà, xé bà để xuống rồi được rồi. Lấy cái kẹm ngay chỗ mấy tấm của anh hai đứa mẹ ra nha. Tấm này là tấm này bự không? Không, nó dạ. Cắt ra đi. Lấy cái kèm. Về cái cầm cái điện thoại, cái kèm ở trên máy tính. Mới vừa nói xong nó không có lo nghe gì hết á. Trên cái ly đó. Đó là để dài luôn. Để dài làm hai tấm đổ rồi. Để bên đây là cho nó đổ bên đây hả? Đừng có đừng đi. Thì bên đó đó, đổ bên đó đó. Chắc phải kéo ống nước ra. Đổ hai qua tới đây nữa được rồi. Gạch đá vô đây, kêu nó chở gạch đá trước đi. Kêu nó chở gạch với chở đá trước, gạch sắp trong đây nè, gạch sắp ở đây nè, gạch sắp đây, gạch đá ở đây, cát ở ngoài, bị ngang rồi. À đá trong đây cũng được nè, đá trong đây cũng được nè, chút cũng được. Đá trong đó khỏi lót. Khỏi lót. Ngoài đây chị quét lại sạch. Cho nó ve vô được mà, chỗ này đất một tính mà. Bữa đá tính mượn anh ba bữa nào về chủ nhật hay gì á, ổng về ổng tán dần hai bữa, không thôi tán cái sàn nước trước. Mai em cũng mướn người em về tán nè. Mướn đó trả tiền thôi nè. Ừ, giờ 400 ngàn một ngày đó. Ừ. Ủa mà sao ổng tự nhiên nghỉ 2 tháng kìa vậy?
hết hàng rồi. Nó có trả lương hả? Có 3 triệu 8 một tháng. Chị trong chị cũng là được tháng. Thì nhà nước với con công ty cùng hỗ trợ. Mấy bé thì cho đi học lại hết, thì đầu tháng này bà vô làm vệ sinh trước mà, phải không? Nãy giành giật với con thì giờ ngán rồi hả? Tới 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 làm hiểu nổi luôn. Sao kỳ vậy? Ngày tốt hả? Tới ngày em mà cứ canh ngày 9, 19, 09 là quất được à? Ừ. Út làm. Khách khứa không vô không được. Anh em về không có gì hết, cũng kẹt quá. Thì đó, nhà em bển chồng bá có ở đâu, cái đời nào ai ở. sợ đám anh em về không có chỗ ngủ. Bé Út đây, bố Út bây giờ lì rồi, lớn rồi. Muốn xỉu à, quét xỉu luôn. Đây, bố Út giờ lì nhất luôn các bạn ơi. Ừ. Nó khôn hơn mấy đứa kia luôn á, nó lanh lanh dữ dằn. Còn mấy này nó đẹp. Sao chị không giữ con Út lại, chị nuôi vậy? Con cái này cần. Tại nói chung mà bà nói chung cũng cái dòng cũng hơi bị yếu á, thiệt luôn á, giờ nó ám theo bà đó. Sao bà không nói, sao bà nói các bạn sao bà cái đó bà ăn ở thì sao? Ủa, định bỏ cái bỏ ngọt cho bà thấy luôn. Nán luôn. Bà chửi mất rồi hai luôn. Nãy sáng mà đập gương là bà chửi rồi. Bà kệ mẹ. Trời ơi, cột không quá mà nó cứ như vậy. Nó thấy nghe tiếng xèo ở dưới á. Nó dậy phải không? Hôm này là khuya nè, tao nghe nó dí bả tới bên cậu lắm. Không ấy bà, chị cột cũng dây, chị dắt nó qua bên chuồng cho em được không? Khỏi cột ở đây. Bánh ăn uống đầy đủ. Để chừng nào mà cho con nó đi về chủ mới đi đem nó qua bển. Con chó mẹ này thấy cái bà Út bán thịt sớm mình đó các bạn, là nó canh bà đó, nó dí mà. Còn những người khác nó không có dí, mà nó không có sổ, mình không có lời hết. Chỉ có bà đó là mình không hiểu luôn, cho nó có cái gì cái ký ức gì đó cũng đẹp như đối với bà hay á, cái nó nhớ bà hoài luôn á. Rồi để vậy luôn đi. Coi chủ yếu cát chỗ đó thôi, bà kéo dài ra chút nữa. Để coi xe nó lên xe. Rồi đá trong đây nè. Đá ở trong đi, đá ở trong gạch ở ngoài kia. Đá trong đó là khỏi cần xúc. Đá trong. Xi măng để chỗ này. Sợ mưa ông ơi, còn 2 bữa nữa lại. Để trên hàng tư trước kìa. Trong nhà trước đi. Để lấy cái tấm gì đậy lại. Để tấm gì đậy lại xong. Đó, các bạn thấy bé Út nhỏ mình nó dữ dằn không? Đó, giỡn đó hả?
cắn luôn, là cắn mình luôn, là cắn mình luôn nè. Ừ, cắn đùm luôn, cắn đùm luôn. Ăn đỡ đi, chịu không, không, không. Ừ, trời ơi, trứng với thịt mà ăn đỡ. Sao? Qua nhà tôi chơi không? Qua nhà tôi ở đi. Dễ vậy. Qua nhà tôi ở đi ông ơi. Qua nhà tôi ở đi ông ơi. Đang mặn vốn hoài à, qua nhà tôi ở đi. Ừ. diễn từ xa hả? con chó mẹ này cái mỗi lần cái bà út đó chạy ngang là cái nó dí dù 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 đó, bà sợ quá cái bỏ cái bà út chuyên gia mà thấy bà chị mình cái bà dí theo bà chị mình mắng vốn, cái bà chị mình thấy bà sợ gần chết luôn, nên có nên cột lại các bạn, đừng có nói này nói kia các bạn, tội nghiệp. Đó. Để cay không mấy dắt có mẹ này về nhà mình nuôi luôn các bạn. Ngán rồi, không nổi rồi. Bà chị mình mới cho ăn nước cái thịt bò các bạn, xào chứ thịt nhai không nổi nên lấy xào lấy nước cho nó chan cơm cho mấy đứa ăn, nó ăn mê ly luôn, bụng bự chục bá lửa luôn, nên mới đổ con miếng mà nó ăn không nổi luôn. Nó ăn xong rồi cắn lọn mì xèo à. Ông ấy đổ ngoài vườn ngã ba đi, ngoài cái khế kìa, bắt đầu có lấy xe đồ đẩy vô. Má ơi à, má ơi cứu con à. Kha. Cái này làm chừng mấy bữa xong vậy? Ừ. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thì cho tụi nó ăn mà tụi nó ngã ngớn rồi, nó không kêu ăn nữa, bà chị mới cho ăn sáng rồi mình cho ăn trễ. Thôi tạm dừng video tại đây các bạn. Xin chào tất cả các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ hạnh phúc nha các bạn. Thôi xin chào.